lạnh, món lẩu hải sản luôn chiếm ưu thế trong những buổi tiệc liên hoan bạn bè gia đình. Bởi món lẩu hải sản vừa ngon vừa nhẹ bụng, dễ tiêu, không bị tăng cân. Tuy nhiên khi ăn lẩu hải sản, chúng ta cần lựa chọn hải sản thật tươi, đặc biệt không nên ăn tái mà cần phải đủ chín, nếu không rất dễ gây tiêu chảy hoặc ngộ độc. Có các loại thịt sống, cá sống, rau sống, trong quá trình ăn uống rất dễ bị vi sinh vật gây bệnh và nhiễm chứng ký sinh trùng. Do đó cần phải nấu sôi trong khi ăn để đạt hiệu quả khử trùng. Ngoài ra chúng ta không nên ăn khi thức ăn quá nóng để không bị tổn thương miệng và niêm mạc thực quản, dẫn đến loét miệng và thực quản hoặc gây hại cho răng, níu và gây ra đau răng dị ứng. Không nên ăn lẩu trong thời gian dài bởi sẽ làm cho dịch dạ dày, mật, dịch tụy và các tuyến tiêu hóa khác giữ tiết không bình thường, dẫn đến rối loạn tiêu hóa, đau bụng và tiêu chảy. Nước dùng lẩu tốt nhất là vừa được chế biến xong. Nước lẩu không nên được sử dụng nhiều lần, càng không nên tái sử dụng nước lẩu để qua đêm. Không nên cho cùng lúc nhiều nguyên liệu vào nồi lẩu khi ăn và không để thực phẩm quá chín. Nếu bạn cho hải sản tươi vào nồi cùng các loại thịt sống, nội tạng động vật và các củ khoai có chứa tinh bột, nồi lẩu của bạn sẽ trở thành một món ăn hỗn tạp lẫn mùi vị. Hơn thế, bạn còn có nguy cơ mắc ký sinh trùng gây hại cho hệ tiêu hóa. Ngoài ra, không ăn hải sản với hoa quả vì làm giảm đạm, calcium, còn làm axit kết hợp với protein hải sản tạo thành chất lắng đọng khó tiêu, kích thích hệ tiêu hóa, dẫn đến tình trạng đau bụng, buồn nôn hoặc nôn mửa. Muốn ăn hoa quả, nên ăn sau khi ăn hải sản 2 giờ. Hải sản có nhiều chất đạm, ăn xong không nên ăn hoa quả ngay vì tiêu hóa chậm hơn so với bình thường. Không ăn tôm biển cùng với thịt dê, sau khi ăn tôm không nên uống vitamin C. Không ăn nghêu, sò ốc, hến mà uống bia, vì bia sẽ làm tồn đạm thừa trong cơ thể, làm khớp, cơ đau và sưng đỏ. Người bị gút sẽ bị đau đột ngột. Bơi xong không nên uống bia với hải sản vì dễ thúc đẩy bệnh thống phong, bệnh gút, tái phát. Cũng không nên ăn nhiều hải sản cùng lúc hay trong một ngày, rất dễ bị đau bụng, tiêu chảy. Đặc biệt chúng ta cần lưu ý, phụ nữ mang thai ăn lẩu dễ làm tổn thương dạ dày và đường ruột. Ăn phải món nhúng chưa kỹ có thể dẫn đến các bệnh về ký sinh trùng như sán lá. Người bị bệnh gút, tiểu đường, cao huyết áp không nên ăn vì món nấm, hải sản rất giàu dinh dưỡng nhưng chứa nhiều purin, cholesterol cao làm bệnh tái phát. Người bị đau dạ dày, tiêu hóa kém không nên ăn lẩu quá cay vì có thể dẫn đến tổn thương hệ tiêu hóa, dạ dày, bị kích thích gây đau. Món lẩu luôn phải ăn sau khi nhúng nóng, cộng với gia vị cay dễ dẫn tới viêm, loét, đau bụng lâm sàng, viêm tụy cấp tính, thậm chí chảy máu dạ dày, thủng dạ dày. Người tỳ vị hư hàn, ăn kém, chậm tiêu, đại tiện lỏng nát, không nên ăn ngao vì ngao mặn, tính lạnh. Ngược lại, người thể âm hư, gầy, hay hoa mắt, chóng mặt, da mồi hôi trộm, lòng bàn tay và bàn chân nóng, miệng khô, họng khát, ăn lại rất tốt. Với món hàu, sứa, thì người sau khi bị bệnh phong, các bệnh da liễu cấp hoặc mạn tính, tỳ vị hư hàn cũng không nên ăn, nhưng lại rất tốt cho người bị hen suyễn, táo bón, viêm khớp, viêm loét đường tiêu hóa. Xin chào quý vị và các bạn. Sau đây nhà hàng Thái Sơ Tó đi xin giới thiệu cho các bạn món lẩu hải sản. Món lẩu hải sản mình gồm có là mực và tôm, bò, sướng và ngao và củ quả và đậu phụ. Thì mình muốn có những món lẩu ngon thì mình phải trực tiên mình phải nấu nước chung, và nước chung thì mình gồm có nguyên liệu là gừng và xả và riêng và lá chanh. Thì nước lẩu gồm có gia vị là hạt nếm, mì chính, đường, nước mắm và sa tế. Và sau đây thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn làm nước lẩu. Và nước lẩu thì mình đổ 2 lít nước. Và trong nước lẩu thì mình điều quan trọng nhất phải bỏ
sướng hâm trong khoảng 1 tiếng đồng hồ để cho nước lẩu cho nó ngọt. Sau khi mình đã bỏ sướng vào thì mình sẽ có gừng và xả và riêng và lá chanh. Thì sau đây mình sẽ sơ chế gừng. Gừng sẽ mình sẽ thái lát. Rồi mình đã xài thái gừng xong thì mình sẽ thái riêng. Riêng mình cũng phải thái lát. Và mình sẽ bỏ thêm xả. Sau khi đập thì mình sẽ cắt khúc. Sơ chế xong thì mình sẽ bỏ vào nồi chung. Tiếp theo thì mình sẽ bỏ gia vị, đó là hạt nêm. Mình sẽ bỏ một chia hạt nêm và mì chính. Và một tia nước mắm. Và một ít muối. Và một ít sa tế. Sau khi mình đã hâm sướng thì mình trong vòng một tiếng thì mình sẽ sơ chế thực phẩm. Và thực phẩm là mình mực thì mình sẽ cho những mực tươi và vừa phải để có đồ ngon. Và đó là tôm. Tôm mình sẽ cho những con đẹp và không ướn thì nó sẽ ngon hơn. Khi mà mình chọn ngao thì mình sẽ cho những con ngao đang sống và tránh những con ngao đã chết thì mình thì bỏ vào lẩu mình ăn sẽ bị ngộ độc. Thực tiễn mình sẽ sơ chế mực. Là mình cắt vừa phải, cắt lát và cắt khoảng 2 cm. Sau khi mình sơ chế xong thì mình bay đĩa luôn. Và sau đó là bò. Bò thì mình sẽ thái mỏng và thái ngắn thử. Và sau đó là đậu phụ. Đậu phụ mình cũng thái lát vừa. Đó là tôm. Và mình có một ít ngao. Và lẩu chúng ta có sùn. Và sau đó mình sẽ cắt khoai. Cho mình ít khoai. Sau khi mình hoàn thành được chung sóng thì mình muốn hấp dẫn hơn thì mình sẽ cắt một ít hành tây và hành lá.
Sau khi mình đã hướng dẫn cho các bạn xong nội dung, trong nội dung thì mình sẽ đảm bảo những hương vị, mùi thơm của xả và gừng riêng, và trong mùi vị đi kèm đó là chua cay mặn ngọt. Chúc các bạn thành công. Năm lẩu thì mình sẽ chú ý những thực phẩm như đồ hải sản, thì mình sẽ chú ý chọn những thực phẩm là tươi sống, không tránh những tình trạng là ướn, nó sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe. Và thứ hai là mình nước lẩu thì mình phải có những gừng và sả và riêng, vì gừng sả riêng là có tính ẩm để cho hấp thu tốt hơn và không bị đầy hơi. Khi ăn lẩu hải sản, chúng ta cần cẩn trọng khâu chế biến cũng như sử dụng. Nếu sử dụng đúng cách thì lẩu hải sản là một thực phẩm ngon và giàu dinh dưỡng, bởi trong hải sản chứa nhiều hàm lượng protein cao, các dưỡng chất thiết yếu, các axit béo omega 3, hàm lượng chất béo bão hòa thấp. Chính vì vậy, một chế độ ăn uống cân bằng bao gồm nhiều loại hải sản tươi sống có thể đảm bảo cho trái tim khỏe mạnh ở người lớn, giúp trẻ em tăng trưởng nhanh và phát triển hợp lý. Với phụ nữ và đặc biệt là trẻ em, cần đưa hải sản vào thực đơn hàng ngày vì chúng mang lại nhiều lợi ích về dinh dưỡng. Trong hải sản giàu hàm lượng canxi, rất tốt cho việc đảm bảo sức khỏe của hệ xương. Trong thực tế, nếu bạn coi hải sản là nguồn thực phẩm thường xuyên trong chế độ ăn uống của mình, nó sẽ giúp cơ thể bạn giảm nhẹ các vấn đề liên quan đến đau khớp, viêm khớp. Bên cạnh đó, protein trong cá còn có tác dụng giúp bạn củng cố cơ bắp sau những giờ luyện tập thể thao. Hải sản rất giàu sắt và kẽm, đó là những dưỡng chất rất tốt để cải thiện các vấn đề xấu của bệnh thiếu máu. Việc bạn thường xuyên ăn hải sản sẽ giúp tăng mức độ hemoglobin của cơ thể. Bên cạnh đó, trong hải sản giàu kẽm cũng giúp cho mái tóc của bạn thêm khỏe, đẹp. Hải sản được coi là một loại thức ăn bổ não được nhiều người ưa thích. Một số nghiên cứu cho thấy, nếu phụ nữ tiêu thụ hải sản trong thời kỳ mang thai, thai nhi của họ sẽ có cơ hội phát triển chỉ số thông minh cao hơn. Tuy nhiên, khi bổ sung hải sản, bạn nên tham khảo tư vấn của bác sĩ. Đối với tôi thì món lẩu hải sản là món yêu thích của tôi. Trong những lúc trời mùa đông, lạnh giá, và tôi thường với bạn bè và gia đình cũng vào những dịp cuối tuần hay rủ nhau đến nhà hàng Thái để ăn món lẩu Thái, và tôi cảm nhận là món lẩu Thái rất là ngon, và có vị chua cay thơm đặc trưng của món lẩu. Đặc biệt tôi đi ăn nhiều nơi rồi nhưng mà cảm nhận món lẩu ở đây rất là tuyệt vời. Lẩu hải sản luôn là một món ăn được mọi người ưa thích vào mùa đông giá rét, là món ăn mang lại cho chúng ta cảm giác lạ miệng. Với cách làm đơn giản, gọn nhẹ, lẩu hải sản rất phù hợp cho những buổi gặp mặt cuối năm. Trong những ngày đông lạnh, cùng nhau ngồi quây quần bên nồi lẩu hải sản thì thật là thú vị. Tuy nhiên, khi ăn chúng ta nên cẩn trọng khâu chế biến, chọn thực phẩm và biết cách kết hợp các nguyên liệu. Đặc biệt không nên ăn tái để món ăn an toàn, đảm bảo sức khỏe cho cả gia đình.